Quy tắc 6 chiếc lọ tài chính từ thu nhập của marketing. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing và mình là Tân. Ở video clip này Tân sẽ chia sẻ cho các bạn về 6 chiếc lọ tài chính. 6 chiếc lọ này của TH Eker, một nhà triệu phú đô la rất là trẻ tuổi và rất là thành công trong một thời gian ngắn để kiếm hàng triệu đô nhờ cái phương pháp kinh doanh của ổng. Và cái ông TH Eker này đã đưa ra cái phương pháp về 6 chiếc lọ tài chính này, và nó giúp cho chúng ta có cái việc phân bổ cái nguồn thu nhập của chúng ta một cách hiệu quả ở trong cuộc sống. Và với việc bạn đang làm marketing, bạn đang làm những công việc liên quan tới marketing, thì nguồn thu nhập của bạn được phân chia như thế nào để đạt được những hiệu quả trong cái cuộc sống của các bạn cũng như trong tương lai của bạn là điều thật sự cần thiết và sẽ được chia sẻ trong video này. Nếu giá trị video này thấy hay thì đừng quên bấm like video để ủng hộ cho Tân, cùng với đó là bấm subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ giúp cho kênh được tiếp tục phát triển. Ok, bây giờ Tân cùng các bạn sẽ đi vào cái nội dung chính của video này. Đầu tiên chúng ta sẽ liệt kê ra 6 cái lọ đó là gì. 6 cái lọ đó đầu tiên là chi tiêu cần thiết. Cái lọ đó sẽ chiếm là 55%. Lọ thứ hai là tiết kiệm dài hạn. Lọ này sẽ chiếm là 10%. Lọ thứ ba là chi tiêu cho giáo dục. Lọ này sẽ chiếm là 10%. Lọ thứ tư là chi tiêu hưởng thụ. Lọ này sẽ chiếm là 10%. Lọ tiếp theo là quỹ tự do tài chính, sẽ chiếm là 10%. Và cuối cùng là quỹ từ thiện cho đi, này chiếm 5%. Ok. Và Tân sẽ đánh số là từ 1 đến 6 và cho 6 cái lọ này để chúng ta dễ dàng phân biệt ở bên dưới. 3, 4, 5, 6. Ok. Thì cái quỹ chi tiêu cần thiết đầu tiên là những cái gì? Đó chính là ăn uống, đó chính là vui chơi, đó chính là mua sắm, đó chính là nhà cửa, thuê nếu bạn ở thuê, xăng cộ đi lại. Đây là những điều cực kỳ cần thiết trong cuộc sống và thiếu nó là không thể sống được. Những cái này bắt buộc bạn phải chi hàng tháng rồi. Nên là cái nhu cầu cần thiết là cái nhu cầu mà chắc chắn bạn phải chi và chắc chắn bạn phải xài để bạn có thể duy trì được cuộc sống của các bạn. Và cái nhu cầu cần thiết này sẽ chiếm là 55% trong tổng thu nhập của các bạn. Thứ hai, đó chính là cái tiền tiết kiệm dài hạn. Tiền tiết kiệm dài hạn này sẽ là bao gồm là việc là bỏ ống heo, gửi ngân hàng, và nó dùng cho việc gì? Thực hiện mua ước mơ. Việc thực hiện mua ước mơ này có nghĩa là sao? Có nghĩa là các bạn sẽ sử dụng cái quỹ này cho những cái kế hoạch lâu dài của các bạn trong tương lai, ví dụ như là mua nhà nè, mua xe nè, có thể là mua quần áo nè, có thể là dùng để sắm sửa những cái gì đó cần thiết cho cái cuộc sống của bạn, hay là sắm sửa những cái mục tiêu của các bạn đề ra trong tương lai, mua một sợi dây chuyền, một cái xe mới, tất cả đều là cái quỹ này, quỹ tiết kiệm dài hạn ha. Thứ ba là quỹ cho giáo dục. Quỹ cho giáo dục sẽ là đầu tư vào học nâng cao, sách, đầu tư vào các là môn ngoại ngữ hoặc là nghệ thuật hoặc là nghiên cứu gì đó. Thì tất cả những điều này sẽ giúp cho cái bản thân bạn ngày càng giỏi hơn, ngày càng phát triển hơn và có thêm nhiều kiến thức bổ ích, có thêm nhiều kiến thức thực tế để áp dụng vào trong công việc, áp dụng vào trong cuộc sống để nâng tầm bạn lên một cái tầm cao mới và giúp bạn càng ngày càng giỏi hơn, kiếm được thu nhập cao hơn cũng như là làm việc được hiệu quả hơn. Thứ tư, hưởng thụ. Hưởng thụ có nghĩa là ăn chơi. Thì ăn chơi nó sẽ liên quan tới là tiệc tùng,
liên quan tới là du lịch, liên quan tới làm đẹp, vân vân. Đây là những cái liên quan tới việc mà các bạn sẽ hưởng thụ cuộc sống của bạn, đi spa, đi làm thẩm mỹ viện, đi du lịch đây đó, đi tiệc tùng, ăn chơi, ba búp các kiểu. Tại sao lại có một cái quỹ ăn chơi như thế này? Tại vì khi mà bạn làm thì bạn cần giải trí và bạn cần nghỉ ngơi, và bạn cần cho cái cơ thể chúng ta hiểu là chúng ta làm vì điều gì, và chúng ta phải cho nó xả hơi, nó nghỉ giải lao, nó giải stress để, thì mới có động lực, mới có năng lượng để tiếp tục làm những cái việc tiếp theo. Và khi mà bạn đi ăn chơi, bạn đi du lịch, bạn đi khám phá này kia các kiểu, thì các bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức mới, nhiều trải nghiệm mới, nhiều cái kinh nghiệm mới rất là phong phú và đa dạng về cuộc sống, về thắng cảnh, về văn hóa, về đời sống thực tế của con người. Và từ đó giúp bạn rất nhiều trong những ý tưởng kinh doanh, trong những ý tưởng làm marketing trong tương lai. Thứ năm đó là quỹ tự do tài chính. Quỹ tự do tài chính này thì nó sẽ liên quan tới là việc con ngỗng đẻ trứng vàng. Nó đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, crypto, và vàng, rất là nhiều thứ ha. Tất cả những cái thứ này, đều giúp cho bạn có được cái số tiền mà các bạn có thể là đầu tư vào bất kỳ cái gì đó, nó có thể sinh lãi cho bạn và nhân được cái tiền bạn lên cao hơn. Có nghĩa là giúp tiền đẻ ra tiền. Trong đây có cả là đầu tư và startup. Các startup cũng là mô hình đầu tư khá là ok. Thì khi đó nó sẽ giúp tiền đẻ ra tiền, và tiền được nở ra, được vận hành, và nó sẽ giúp cho bạn tăng cái tài sản các bạn lên nhiều hơn. Và thứ sáu là quỹ từ thiện, là đi giúp đỡ người khác. Giúp đỡ này có thể là giúp đỡ là trong dòng họ, giúp đỡ ngoài xã hội, giúp đỡ về khuyến học, hay giúp đỡ về cứu mạng người. Tất cả những loại giúp đỡ này đều thuộc về từ thiện. Nó sẽ giúp cho ai đó có một cuộc sống tốt hơn, hay cứu giúp một ai đó vượt qua những cái hoàn cảnh mà ngặt nghèo. Thì cái nguyên lý cuộc sống là nhân quả, cho đi mới được nhận lại. Và khi mà bạn biết cho đi thì vũ trụ mới đem tới cho bạn những điều tích cực hơn, những điều tốt đẹp hơn. Và bạn biết cho đi thì cái tâm hồn của bạn, cái lương tâm của bạn nó sẽ thanh thản, nó sẽ nhẹ nhàng, và nó sẽ có nhiều động lực để bạn phát triển hơn. Vì bạn biết được rằng khi bạn phát triển là bạn đang giúp một ai đó. Khi bạn mà kiếm nhiều tiền, khi bạn mà có nhiều nguồn thu nhập, có thu nhập lớn, thì bạn có thể giúp được nhiều người hơn. Thì đó là cái động lực giúp cho bạn có thể phát triển và giúp tâm hồn bạn có thể thanh thản được nhiều hơn. Thì trên đây là 6 cái lọ tài chính của TH Acker mà bạn sẽ phải phân chia sau cái nguồn thu nhập từ marketing mà bạn có thể ứng dụng vào trong cuộc sống hiện tại, giúp mang lại những cái điều tích cực và những cái điều hiệu quả hơn cho việc phân bổ các cái nguồn chi tiêu và những cái nguồn đầu tư các bạn sao cho tốt nhất. Và nhiều người hỏi là với cái thu nhập của tôi nếu mà thấp quá thì làm sao 55% đủ cho tôi có thể là chi tiêu hàng tháng được, trong khi tôi có thể là lo cho vợ, cho con này kia các kiểu. Thì cái con số này chỉ là con số ước chừng. Các con số này đều là những con số ước chừng, không phải là con số chính xác. Bạn tùy thuộc vào cái công việc của các bạn mà bạn sẽ phân bổ sao cho phù hợp. Ví dụ chi tiêu cần thiết đối với gia đình bạn là 70% hay là 75% so với 55% thì bạn cứ để con số đó đi. Còn những cái này bạn rút ngắn lại, còn 5%, 5%, có thể 2% hay 3% gì đó, sao cho nó phù hợp với tình hình của bạn hiện tại. Hoặc ai đó đang có thu nhập quá cao, ví dụ 100 triệu một tháng mà dùng 55 triệu cho cái việc mà sử dụng như còn thiết thì sử dụng không tới, họ chỉ sử dụng tối đa là 30 triệu mà thôi. Vậy cái con số ở đây không phải là 55% nữa, là 30%. Và bạn sẽ tăng những cái quỹ về đầu tư, quỹ về giáo dục, quỹ về tiết kiệm dài hạn lên thành 15%, 20% các kiểu. Đó là tùy thuộc vào sự phân bổ các bạn, không có một con số cụ thể nào để cho các bạn có thể dựa theo cả. Đây là một cái mô hình điển hình để cho các bạn hiểu mà thôi. Và với cái quy tắc này thì Tân tin chắc các bạn sẽ có những cái quỹ riêng biệt cho những cái mục tiêu riêng biệt trong cuộc sống, và khi bạn cần nó đều có để bạn sử dụng. Và Tân đã áp dụng cái quỹ này, những cái lọ này ở nhiều năm trước.
trước đây và nó đang mang lại cái kết quả tích cực cho cuộc sống hiện tại. Có thể là mình không giàu hơn hay mình không có gì đó mà cao siêu hơn, nhưng mà với những cái trường hợp cần thiết, những cái mà cần chi, những cái tình huống xấu có thể xảy ra hoặc cái những cái gì đó bất ngờ, đều có những cái quỹ riêng cho nó và đều có những cái quỹ liên quan tới là việc đi chơi, đi du lịch, tận hưởng cuộc sống, và những quỹ liên quan tới phát triển bản thân, liên quan tới phát triển con người đều được ứng dụng từng tháng, từng quý, từng năm trong cái cuộc sống của Tân hiện tại. Và nó đang dần dần giúp Tân có được những cái điều tuyệt vời hơn về bên trong lẫn như là bên ngoài. Và Tân tin chắc khi bạn áp dụng tất cả những điều này một cách thành thục và hiệu quả thì bạn sẽ mang lại những kết quả ngoài mong đợi. Nếu như chị video clip thấy hay, đừng quên bấm like video ủng hộ cho Tân, cùng với đó là subscribe đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục nhận được những video chia sẻ khác về kiến thức marketing online, kiến thức kinh doanh online cũng như kiến thức về cuộc sống có liên quan, có ứng dụng tới kinh doanh, liên quan tới marketing. Bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới 6 chiếc lọ này hay không, hãy để phần câu hỏi bên dưới comment để Tân được biết, và Tân sẽ tổng hợp những câu hỏi được liên quan nhiều nhất và trả lời cho các bạn, nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn và ứng dụng thực tế hơn vào trong công việc và trong cuộc sống. Bạn thích điều gì nhất trong 6 cái lọ này cũng hãy comment cảm nhận bạn bên dưới, và hãy comment cái con số mà cái lọ bạn đang yêu thích nhất. Tân tin chắc bạn đang thích cái quỹ ăn chơi vượng thụ, đúng không ạ? Tân cũng như vậy. Ok ha. Rồi, và video đến đây là hết. Xin chào tạm biệt các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.